thịt nấu chuông ngọt một món ăn dân dã bình dị nhưng nếu tử một lần rồi, khó có thể rời xa. Cách nấu thì vô cùng đơn giản, coi một lần là làm được ngay, đặc biệt là ba ngày Tết không thể thiếu cái món này nha. Nguyên liệu chính cho món này thì mọi người chuẩn bị một kg ba rọi. Sau khi mua về, việc đầu tiên mà chúng ta làm đó chính là làm cho sạch thịt. Cái cách mà hiệu quả nhất đó chính là cho muối vào, sau đó chà và bóp mạnh tay. Làm như thế này, chúng ta sẽ loại bỏ được phần lớn máu và chất dơ của thịt. Chỉ mới chà sơ qua có tí xíu thôi mà mọi người nhìn cái nước của nó nè. Nếu ai kỹ và sạch sẽ thì mọi người có thể làm thêm một lần nữa. Chà bóp xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đổ cái nước dơ đó đi. Tiếp theo thì rửa lại với nước sạch chịu khó rửa kỹ một xíu đến khi nước không còn dơ nữa là được quan trọng nhất bây giờ là mọi người vớt thịt ra để cho thịt thật khô và ráo nước nha trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ đi bóc một củ tỏi và đây là một trong những bước quan trọng để tạo nên cái món này tỏi lúc này mọi người sẽ lột vỏ sau đó đập cho nó thật nhuyễn ra nhớ là chúng ta đập nó càng nhuyễn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu bởi vì mục đích lúc này chúng ta muốn có được cái nước từ trong củ tỏi sau khi đã đập dập tỏi ra thì chúng ta lấy cái tỏi đó chà sát vào trong thịt nhớ là chà mạnh tay đều hết tất cả các mặt nước tỏi thấm vào sẽ khử đi mùi hôi của thịt heo xong rồi thì chúng ta sẽ cho tiêu xay vào và làm giống y như lúc nãy chà cho tiêu thấm đều vào tất cả các mặt của thịt đứng chà nãy giờ chắc mỏi cái tay rồi đúng không bây giờ thì cho vào đó một ít bột ngọt ai sợ thì cho ít ai thích thì cho nhiều như vậy là phần chuẩn bị thịt của chúng ta đã hoàn thành rồi đó cả nhà để mọi thứ qua một bên để cho gia vị thấm thêm vào trong thịt và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đúng ba nguyên liệu để nấu cái nước nấu thịt này và nguyên liệu đầu tiên đó chính là đường mọi người sử dụng cái chén ăn cơm đông cho nó gần đầy như thế này là được xong rồi thì cho đường vào trong một cái nồi và nguyên liệu thứ hai mà chúng ta sử dụng đó chính là giấm ăn mọi người chỉ cần nhớ như thế này đông bao nhiêu đường thì chúng ta sẽ đông bao nhiêu giấm cứ tỷ lệ một một là bao ngon nha cả nhà và nguyên liệu cuối cùng đó chính là nước mắm và tỷ lệ sẽ là từ 50 cho tới trăm so với tỷ lệ đường. Lúc này chúng ta sẽ bật bếp lên, khuấy đều cho mọi thứ hòa tan. Khi thấy mọi thứ đã tan ra hết, chúng ta thể thử cái nước này, coi cái vị của nó như thế nào. Tùy sở thích của từng người, từng gia đình mà chúng ta cân chỉnh cho phù hợp. Rồi bây giờ thì lần lượt chúng ta sắp hết tất cả các thịt lúc nãy vào trong nồi. Mọi người cứ sắp cho miếng thịt nằm ngang ra để làm sao cho nước phủ nửa cục thịt trở lên là được. Cứ như vậy đó, từ từ sắp hết tất cả các thịt vào trong nồi. Mình làm một ký ba rọi, ta nói nó vừa y trong cái nồi này luôn. Mấy cái xác của củ tỏi và tiêu, mọi người nhớ đừng vứt đi, vét hết cho vào nồi luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ vặn lửa lên cho nước sôi bùng. Nước đã sôi rồi thì chúng ta hạ lửa xuống để ở mức độ trung bình thôi. Bây giờ thì nhớ kỹ cái điều này nè, mỗi bên sẽ nấu 10 phút. Nếu mà thích ăn vừa phải, nếu ai mà thích ăn mềm mại hơn thì sẽ nấu từ 15 cho tới 20 phút mỗi bên. Bởi vì trong này có giấm, nếu mà nấu lâu quá, thịt bở ăn không ngon nha cả nhà. Cứ theo công thức và thời gian nấu như vậy thì bao ngon nha cả nhà. Đây là món ăn mà mình nhớ, cứ mỗi dịp xuân về mẹ mình đều nấu một nồi như vậy. Có khách nào tới nhà cắt ra mời khách ai ăn cũng tắm tắt khen ngon miếng thịt lúc mà mọi người ăn vào nó có mùi thơm có cái vị chua chua ngọt ngọt cây cây mặn mặn một miếng thịt với đầy đủ hết tất cả các hương vị và đặc biệt là miếng thịt nấu chua ngọt này mà đem đi cuốn với bánh tráng rồi thì chấm vào trong chén mắm nêm thì xin thưa với chị ba chị bảy là món này được mệnh danh là độc cô cầu bại trong ba ngày tết khó có món nào có thể đấu lại cái món này nếu ai mà chưa thử cái món này thì nhanh tay thử ngay liền đi quá dễ quá đơn giản không cầu kỳ ai cũng có thể làm được không biết là mọi người còn chờ cái gì nữa lâm